Linh đầu tư vào Student Life Care bởi vì Linh thấy rằng công ty này có là một mô hình rất là thú vị, hơn nữa là nhà sáng lập rất là tiềm năng. Trước đây bạn Ngọc Anh đã có một trải nghiệm và trong trải nghiệm đó đã nhận ra một vấn đề lớn mà có nhiều người có. Rồi sau đó từ cái vấn đề, bạn ấy đã tạo ra một phương pháp và từ cái phương pháp đó bạn ấy đã tìm được khách hàng và đã bán được hàng và bây giờ là gần lúc là đã hồi vốn. Thì nói chung là Linh rất là ấn tượng với khả năng thực hiện của bạn này và Linh thấy rằng bạn này có rất nhiều tiềm năng để có thể đạt được những cái mục tiêu khác trong tương lai. Với mô hình kinh doanh này thì Linh thấy rằng thị trường khá lớn. Linh cũng là một trong những học sinh trước đây mà có trải nghiệm này. Thì nghĩa là nó chỉ không phải là những người Việt Nam, những học sinh Việt Nam ra nước ngoài. Nó là tất cả những học sinh mà từ bất cứ nước nào họ đi qua nước khác đi học thì mình cũng có những cái vấn đề này. Và mình sẵn sàng trả ra một phí nhỏ để cho một người hướng dẫn mình, để mình đào tạo mình ngay lúc mình mới xuống máy bay. Thì Linh thấy rằng cái thị trường này là nó rất là tiềm năng và sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ càng ngày càng lớn. Cái xu hướng mà người hôm nay tôi sống ở quốc gia này, ngày mai tôi có thể qua nước khác sống, rồi ngày mốt mình có thể qua nước khác nữa, sẽ từ từ tăng trưởng. Thì Linh thấy rằng cái mô hình này nó sẽ tiếp tục theo cái xu hướng đó. Giữa hai bạn sáng lập, Linh thấy rằng họ rất là phù hợp. Là một bạn làm về chiến lược và bạn kia làm về vận hành. Thì hai người hợp tác rất là thân thiện. Và bây giờ mới phát hiện ra là hai bạn ấy là hai anh em. Thì còn tốt hơn nữa. Bởi vì cái sự tin tưởng giữa hai người nó sẽ rất là sát. Thì khi mà mình đưa ra những cái dự án mà phải thực hiện, mình có thể tin là người ta, cái người đối tác của mình sẽ cố gắng hết sức. Thì cái này cũng giống như là cái công ty của Linh, Readerfield, thì Linh hiện tại đang làm việc với em gái của Linh. Thì cái sự tin tưởng giữa hai người thì nó rất là 100% luôn. Mình không cần phải lo là người đó đang làm cái gì đó. Thì cái tin tưởng này nó sẽ là một trong những cái tiềm năng trong công ty. Bởi vì khi mình cần tăng trưởng, mình cần đẩy mạnh thì hai người lãnh đạo cần phải làm việc chung, cầm tay nhau để mình tiếp tục đẩy mạnh. Trong đấy nó sẽ có là một lần tìm nhà, một lần đón sân bay, một lần làm tour hướng dẫn hòa nhập, có cả dịch vụ mới bọn em mới ra là dịch vụ cam kết về việc làm, tức là một bạn sinh viên sẽ được cam kết việc làm trong vòng 6 tháng thì sẽ thu đủ lại cái số tiền 13 triệu đã trả cho bọn em, giống như là một cái gì đó hiển nhiên. Mua giày là phải đau chân.